và các băng đảng xã hội gây sự. Tao là Trần Nhật Quang, vạch mặt chúng mày. Chúng mày là loài phản động chống đảng nhà nước. Chúng mày không phải là nhân dân. Nhân dân kia kìa. Nhân dân là những người đang đi đường, đang đi làm, đang ở nhà kia kìa. Chúng mày là loài phản động chống cộng. Chúng mày không phải là nhân dân. Chúng mày đừng đóng thuế và hãy cút khỏi đất nước này. Chúng mày hãy cút khỏi đây vì những lý do như sau. Một, tượng đài và lư hương nhà vua Lý Thái Tổ là nơi thắp hương dâng hoa cho riêng một mình nhà vua Lý Thái Tổ. Mọi hành vi thắp hương dâng hoa cho bất kỳ ai không phải là nhà vua đều là láo xược, xúc phạm anh linh nhà vua. Hai, nhà vua Lý Thái Tổ không phải là liệt sĩ, tử sĩ, cho nên bọn phản động chúng mày cút khỏi nơi này. Ba, chúng mày là loài phản động chống đảng nhà nước. Chúng mày không có quyền tưởng niệm các liệt sĩ bộ đội cụ hồ. Chúng mày là loài phản động chống đảng nhà nước. Chúng mày không có quyền đụng đến và bôi bẩn hương hồn các liệt sĩ bộ đội cụ hồ. Chúng mày hãy đi tưởng niệm bọn tay sai bán nước ngụy Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng mày hãy cút khỏi đất nước này theo bọn tàn quân Việt Nam Cộng Hòa phản quốc bị tống cổ năm 1975. Hãy bảo vệ tượng đài lư hương nhà vua Lý Thái Tổ, không để loài phản động láo xược xâm phạm. Hãy bảo vệ hương hồn các liệt sĩ bộ đội cụ hồ, không để bọn phản động láo xược xúc phạm và bôi bẩn